Xin chào tất cả các bạn, đã lâu rồi mình không có lên xe cúp lùn nha. Đây là một em xe dọn, tức là mình xuất phát là từ dọn những em cúp như thế này. Bản thân nó là con xe DH88 đèn vuông, đấy, DH88 đèn vuông nha. Nhưng mà mình dọn lên thành đèn tròn, rồi mình cắt cái đuôi, hàn thêm cái đuôi vô, rồi thay bỏ nguyên cái đầu luôn, gắn cái đầu vô, rồi xuống bánh nhỏ, ở đây là bánh 14, đấy, xuống bánh lùn, rồi thay luôn cái gấp này của thằng 88. Có cục ở đây. Đấy, thay luôn cái gấp. Rồi máy là 90. Đấy, dọn lại coi như là bỏ hết đồ đạc là máy lại, còn đồ đạc trên xe là thay hết toàn bộ. Đấy, nhìn nó rất là đẹp dễ thương. Ở dòng này thì học sinh và sinh viên rất là khoái chạy. Đấy, con này đặc biệt nó có đề. Thì 90 nó có đề, chỉ có riêng xe DH88 mới có đề thôi. Dòng khác nó không có đề. Rồi hết bình luôn rồi. Phải chạy một hồi cho nó có bình. Đấy, rất là đẹp nha các bạn. Đây chúng ta coi phần trước này. Đẹp. Giờ mới dọn xong. Đấy, nguyên cái đầu. Những bạn nào mà muốn dọn cúp lùn á, mua linh kiện cái này thì bên mình có cung cấp đầy đủ hết nha. Linh kiện xe cúp bên mình cũng có luôn. Đây là linh kiện lô đồ chơi nên giá rẻ, nó không có như là đồ riêng. Đồ riêng là rất là mắc. Nếu mà đồ riêng mà dọn con này tầm khoảng phải trên 40 triệu. Nhưng mà đồ lô thì rẻ, mấy triệu thôi, rẻ bèo. Nếu mà các bạn có nhu cầu dọn cúp lùn giống như mình thì mình gợi ý combo để các bạn có thể dọn được nè. Các bạn giữ lại cái đùm, các bạn sẽ thay câm nè, niền nè, lớp nè, ruột nè. Đấy, là cái đùm để lại, các bạn sẽ thay cặp bánh phải không, là vỏ niền câm đó. Rồi tiếp theo phần trên thì không nhận biết xe gì, các bạn cứ bỏ nguyên cái đầu của nó, gắn nguyên cái đầu này vô thì nguyên combo của nó là cái đầu của nó sẽ có cái đầu chó pha và cái tay xi nhan nguyên bộ nó dày. Còn đồng hồ thì mình gắn riêng, đồng hồ thì gắn đồng hồ 81, 86 gì cũng được. Chúng mình cái việc mở ốp này dục ra là gắn cái đầu vô thôi. Cặp cầm thì chúng ta xài cặp cầm 81. Đấy, xe cặp cầm 81 hoặc là xài cúp lùn hàng mới. Đây là cặp cầm cúp lùn hàng mới, hoặc là xài cặp cầm ring của 81 cũng được luôn. Rồi, bao tay thì xài chung rồi. Đó. Rồi chúng ta sẽ thay cái mặt nạ trước. Rồi chữ A với cái bẩn, ba cái này nó đi chung với cái dè nữa. Bốn cái này nó đi chung, không thể thay đổi. Bốn này nó đi chung cộng với cái đầu. Rồi thay cặp cúp bầu cho nó dễ thương, cái gấp thì giữ nguyên. Hàng cái đuôi lại là thay cái yên. Bỏ cái yên nhỏ, bỏ ba ga với bỏ cái yên lùn. Như vậy chúng ta đã xong được một em cấp lùn. Tay xi nhan thì chúng ta gắn tay xi nhan bình thường thôi, đồ rẻ thôi. Không cần mắc. Hả? Không, đây chỉ có xe cấp thôi. Dòng khác không chơi. Rồi, như vậy chúng ta đã lên xong một em. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Và bạn nào thích em này thì các bạn biết làm gì rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.